Hello, hello, Phú Quốc Kiên Giang xin mến chào toàn thể quý vị nha. Quý vị có khỏe không quý vị? Ok, để trở lại channel Hữu Phước Kiên Giang. Hữu Phước xin chúc quý vị một được dồi dào sức khỏe và dạng sự như ý nha quý vị. Hôm nay Hữu Phước chở con gái của mình, Angelina. Ở phía sau là bé Trân đến từ Toronto. Ok, để quý vị hãy theo dõi Hữu Phước nha. Chưa? Ủa cái bóng gì? Hết biết kêu bạn gì luôn. Kêu anh cái gì? Ủa thì kêu bằng anh thì nó phải kêu bằng chú. Chú giống như dưỡng tẻ vậy đó. Tẻ quá. Ôi, nhìn răng luôn hả? Hello Trân. Cái kiến hả? Con mở cửa rồi. Nhóng nó lên á anh Tô Đị. Bợ cái cánh cửa nó lên chút. Chút nữa điện cho Kiểm coi. Điện cho Kiểm ai ngủ ổng bả lại đi tắm. Kiến treo cho nó đó. Đó. Cái nó dính vô đó rồi, không lấy ra được đâu. Lấy cái mắng vào. Come on.
cái này đỡ đi, cái này đỡ đi. Ăn không? Chăng giờ đẹp gái chứ hả? Hả? Không được đâu, sâu lắm đó con. Không, cái bự hơn nữa mới được. Sao mới được? Ồ, Thiện Nhân dám ra tới ngoài đó luôn rồi, gì dữ không? Thiện Nhân ra tới ngoài đó luôn hả? Ồ, dữ dằn quá Thiện Nhân kìa. Thiện Nhân lội ra sâu hết sức luôn kìa. Ồ, Thiên An biết bơi kìa. Thiên An giỏi quá kìa. Úp ống tre kìa. Ồ, Thiên An mấy tuổi rồi mà có chút béo vậy ta? Thiên An đứng đứng đụng đất không Thiên An? Ảnh ướt con mắt ảnh kìa. Bơm thêm hả? Ờ, đi lại đây cái để tỉa coi coi có không?
này đi du lịch rồi nó gọn. Thì có mua chiếc máy bay nữa mà đem về bỏ Việt Nam á. Vậy như bỏ nhỏ vậy rồi, vô ăn, vô ăn.